xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay giao lưu với anh em mình lô ngũ sắc ha, cây ngũ sắc anh em, cây cho mẫu nha. Cái này em mới dăm bầu ủ nha. Đó. Mới dăm bầu ủ. Đó, hình ra là nó chắc nó cũng chưa có rễ đâu anh em. Đó, rất mong anh em ủng hộ ha. Hàng nè, hàng khủng nha. Hàng lớn nha. Đó, rồi. Vô cây đầu tiên luôn. Cây đầu tiên có mã số B1. Mã số B nha anh em, B1 ha. Nó cây rất là khủng luôn anh em. Cây này không có thẹo dít gì chứ nha. Bú bự bự không. Rất là đẹp cây nha. Rồi, thông số luôn. Cây rất là đẹp và rất là gió cây. Bú cục cục luôn anh em. Hoành là 46. 46 hoành. Cao là 50. Cao 50. Kính bầu là 29. Kính bầu 29 nha anh em. Cây B1 ha, cây này 800 ngàn nha, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn ha, rất là to nha. À, rồi tiếp theo luôn, rồi tiếp theo ha, cây B2 nha anh em. Đó, cây này cũng rất là đẹp ha, không có bể bọng gì hết nha, cây là ok nha anh em, bú là bao đẹp luôn. À, rồi thông số luôn, hoành là 34, 34 hoành. Cao 55. Kính bầu 20. Kính bầu 20 nha. Cây này mã số là B2, em xin giao lưu là 650 ngàn. B2 ha, cây này 650 ngàn nha, bao ship cho anh em chơi luôn. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây B3 nha anh em. Đó, hôm nay lên lô hàng khủng khủng không ha. Cái này là mới vô chậu không hả anh em. Đó. Rồi thông số luôn, cây này cũng không bể bọng gì trơn nha. 30 hoành. Cao là 58. Cao 58. Kính bầu 20. Kính bầu 20 nha. Cây này mã số là B3, em xin giao lưu là 500 ngàn. B3 cây này 500 ngàn luôn anh em ơi, bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây B4 nha anh em. Cây này cũng khá là khủng ha. 3 thân. Ồ, cái bệ quá trời, cái bệ vú luôn nha anh em. Bệ đẹp lắm ha. Rồi thông số luôn, tam tài đó anh em ơi. Hoành là 49. 49 hoành ha. Cây này dắt chữ A nha anh em. Cao là 49 luôn. Cao 49 luôn ha. Kính bầu 20. Kính bầu 20 ha. Này là mã số B4, em xin giao lưu là 550 ngàn. Rồi cây B4 nha, cây này 550 ngàn luôn ha, bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Đó, rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha, cây B5 nha. Đó, nguyên một cái bệ nha anh em. Nhưng mà cây này thì nó có bị lũa ở đây nè. Đó, mạch lũa ha, trên đầu này nó cũng có lũa nữa nè. Nha anh em, nè. Đó, đây cũng có lỗ lũa đây nè ha. Cây sao em báo vậy cho anh em ha. Cái bệ là rất là đẹp nha. Rồi thông số luôn. Hoành là 66. 66 hoành. Cao là 38. Cao 38 nha. Kính bầu là 25. Kính bầu 25. Cây này mã số B5, em xin giao lưu là 500 ngàn. Đó, cây B5 ha. Cây này 500 ngàn nha anh em, bao ship cho anh em luôn ha. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây B6 nha anh em. Cây này bú cũng dữ ha. Nhưng mà đây nè, đây thì nó có bị lũa cái này nè nha anh em. Đó, cái bệ nè. Nguyên một cái bệ ở dưới là bú nha anh em. Đó, rất là đẹp ha. Rồi thông số luôn. Hoành là 42. 42 hoành. Cao là 35. Cao 35. Kính bầu là 20. Kính bầu 20 nha. B6 em xin giao lưu là 400 ngàn. B6 nha, cây này 400 ngàn nha, bao ship luôn. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây B7 nha anh em. À, cây này cũng quái cây lắm ha, nhưng mà nó có hai cái lỗ lũa nè. Bên đây một cái lỗ ha, bên đây một cái nè ha. Cũng có bú nha anh em. Rồi thông số luôn.
Hoành là 38. 38 hoành. Cao 38 luôn. Cao 38 luôn anh em. Kính bầu 20. Kính bầu 20. Mã số B7 em xin giao lưu là 350. B7 nha, cây này 350 ha. Bao ship luôn anh em. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha. Một cây quái nha anh em. B8 nha. Nó quái gì. Nguyên một cái mình bú không nha. Cây ok lắm á. Quái cây giống như cái bình tích vậy đó anh em. Rồi thông số luôn. Hoành là 36. 36 hoành. Cao là 37. Cao 37 ha. Kính bầu 20. Kính bầu 20. Cây này có mã số là B8. Em xin giao lưu là 350 ngàn. B8 ha. Cây này 350 luôn nha anh em. Bao ship luôn ha. Đó, rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo B9 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Cây này chia cành đều đẹp ha. Nguyên cái cục bú ở dưới nha anh em. Nguyên cái cục luôn ha, nguyên cái củ luôn á. Bú cũng quái lắm á. Rồi thông số luôn. Hoành là 45. 45 hoành. Hoành thân nè. Là 19. Thân đó 19 nha anh em. Chiều cao là 33. Cao 33. Kính bầu 20. Kính bầu 20 ha. Cây này mã số là B9. Em xin giao lưu là 300 ngàn. B9 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Cây này 300 ngàn ha. Bao ship luôn ha. Đó, rồi chào cái luôn em ơi. Dạ em cảm ơn mọi người đã xem. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.